Mấy năm rồi Tết mình chưa về nhỉ? Là vì sao mà mình không có về Tết đây? Tết xe nó lên với là phòng phòng tiền Tết nó bên Tết có mấy triệu, nếu mà về thì mình không lên. Như Tết mà không về thì còn tiền nhắn gửi lại để về cho con, mà Tết về thì không có. Mình đi làm công nhân nữ, thu nhập nó cũng eo hẹp như vậy, rồi mình mỗi lỡ tháng nào gửi về cho cháu là được, cho bà là 1,5 triệu để bà lo cho các cháu ha. Có tháng gửi với tháng không. Không gửi không, tháng không gửi là bệnh quá rồi phải đi viện rồi không có tiền gửi à. Mình các cháu nó học có giỏi không? Có mấy mấy lớn học được được, còn nhỏ giờ học lớp 4 chưa biết chữ, Ôi, mà chưa biết chữ chưa biết chữ nhưng mà biết tính hay rồi. à, biết tính này nọ. Về mình mong muốn gì ở các cháu? Muốn cho nó học tới nơi tới chốn, cũng ráng lo cho nó học tới nơi tới chốn chứ. Còn lúc trước mà mình khổ, không có tiền học. Bây giờ cũng ráng lo cho các cháu học chứ ha. Như ngoài đó thì học phí cứ mỗi tháng bao nhiêu? Chung là bên bên đó là đóng một năm có mấy trăm ngàn, lớn một năm 800 ngàn, còn nhỏ năm cũng 600 á. Vậy thì em còn lo được, chủ yếu là em lo tiền ăn thôi cho cháu thôi đúng không? Chứ mà em đưa vô đây thì em lo không nổi Vô đâu. đây em giờ vô đây làm hai mấy kia hai vợ chồng ta lo cũng được, có người hai vợ chồng mà làm công nhân có ta lo cũng cứ lên, còn em có mình em không lo. Hồi lâu nhớ con thì mẹ ta đi khám bệnh thì dẫn vô được nữa anh mới hơn anh gọi điện anh mới nhớ mẹ giờ đi liền đi, mới hơn gọi điện Tối quá hả? Thì đi liền đi. nhớ mẹ đi liền đi, con muốn ở nữa. Thi thoảng thì cho nó vô đây ở tuần. Tính là mà vô đây rồi, nếu mà giả sử mà cháu vô đây rồi tiền học mỗi tháng cỡ 2 triệu, rồi tiền phòng lên một tháng bao nhiêu? Phòng 1 triệu, điện nước luôn, tiền nước. Là điện nước nữa, vô cỡ 1,5 triệu, là 3,5 triệu, rồi tiền ăn hai mẹ con nữa. Nói chung là nếu mà dẫn nó vô đây học là không đủ. À, không đủ đâu. Ừ. Biết thì cái lúc em về ấy, thì mình về lý nguyên nhân vì sao mà cháu nó phải đạp xe đi như vậy em nhỉ? Tại vì sao mình không có đưa cháu vô trong này ở cùng với mình? Làm 8 tiếng như vậy thì mỗi tháng mình thu nhập được khoảng bao nhiêu, rồi mình chi tiêu ra làm sao? 8 tiếng mà lương tầm lương cơ bản là 5 triệu, còn mấy triệu cắt thì 5 triệu mấy. Mình vừa làm vừa trả nợ với nợ con không đủ thì ăn thì uống thì trời không may.
Thì mình gửi về được cho bà bao nhiêu? Tháng gửi 1,5 triệu, có tháng em không gửi, tháng là bệnh là em không có gửi. Mình là bệnh gì nữa? Làm kiểu như thiếu máu hay mệt á, khi làm em mỏi mũi. Nhìn gầy quá mà. Em nói to lên chút xíu là em thì có mấy cháu? Em 2 cháu, một bé gái 15, thằng bé Bảo 10 tuổi. Cái hoàn cảnh như thế nào mà mình phải gửi cháu ở lại với bà ngoại? Nói chung là một mình, nói chung là cấp nhà ra nên nợ nợ với vợ con em vô trong đêm làm. Hiện tại thì các cháu học lớp mấy rồi? Đứa lớn học lớp 8, còn đứa nhỏ học lớp 4. Mình có muốn đưa các cháu vô trong Bình Dương để mà học rồi ở cùng với mẹ không? Mẹ muốn mà không có điều kiện. Như vô đây học rồi mỗi tháng rồi các cháu học phí rồi tiền ăn các thứ rồi Nói sao? chung là hai đứa nó vô đi học, nghe bà chị bên kia mấy tháng 1 triệu mấy 2 triệu cũng có tiền đó. Làm tháng 5 triệu mà học tháng 2 triệu mấy thì nhà trọ nó hết rồi. Cái lúc mà khi mà nghe tin mà cháu nó đi tìm mẹ thì cái lúc đó thì cái cảm xúc em như thế nào? Khóc như là như em gọi mấy nhà xe cũng có xe nào chở bé không, gọi mấy nhà xe Rồi sao nữa? à, cái em cho số điện thoại mấy nhà xe có bé nó lên xe rồi gọi điện cho mẹ, xong tầm 9 giờ mấy mấy em có kêu là mẹ vô đồn công an bảo đi cho mẹ phụ đi kiếm gì. Cái lúc đó là mình có biết là cháu nó đã muốn là vô trong này đi tìm mình chưa? Bà mẹ mới báo tại lúc trưa 12 giờ, 12 giờ mấy nó gọi vô kêu mệt em mới con ngủ thì chiều mày gọi lại cái tầm 2 giờ bà mẹ tôi gọi vô nó bảo đi Vậy là sau mấy tiếng thì mình tìm thấy cháu nhỉ? tầm 2 giờ cho đến 9 giờ rưỡi, 9 giờ là tìm được. 2 giờ 9 rưỡi tối. Cái lúc 2 giờ là nó đạp xe lên nước rồi. À là cũng cũng mất tới 7 tiếng nhỉ? 6 7 tiếng. 6 7 tiếng mà lúc đó thì cháu nó đạp xe được khoảng cách nhà bao nhiêu rồi nhỉ? Từ trong nhà xuống xã Hiệp Nam tầm 10 mấy cây số xa, cũng xa lắm. Hồi lúc nhỏ em đi cũng xa lắm. Sau rồi mình gọi về mình nói chuyện với nó thì nó kể sao? Con nhớ mẹ đạp xe đi luôn, Nhớ mẹ rồi lấy xe đạp đạp đi luôn. cái chiếc xe đạp đó là cái lúc lúc cuối năm đó, cuối năm nhà trường tặng tặng bé lớn một chiếc, tặng bé nhỏ một chiếc, là 2 đứa 2 chiếc. Rồi nó có nói là nó có biết đường không mà nó dám đi liều đi như vậy? Nó hỏi hỏi mấy người kia đường đi vô Sài Gòn là đường nào, Rồi họ cũng chỉ cho nó đường đi hả? nghe nó cái người trước còn chỉ mà cái mấy người sau người ta bắt lại, ta bắt lại ta đưa vô đồn công an luôn. À, là họ không chỉ nữa, rồi họ mới bắt lại rồi họ đưa vào đồn công an. Nó bỏ đồ trong cái thùng bánh kem đó, bỏ bộ 2 bộ trong thùng bánh kem với lại xe mấy đứa nhỏ nó tặng. Rồi khi đi thì không có nói với bà gì hết. Nó nói với ai, với lại đâu nó có điện thoại Cũng không nói với mẹ. không, Rồi rồi nó cũng không không có điện thoại cho nên là nó đi rồi cũng không biết gì luôn. Lúc đó thì mình lo.